Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Dear Run, let's go. Season 1, play. Okay, let's go. Tiếp tục bắn mục tiêu xa. Sao này phải bắn trúng đầu cơ, thì ra mới chết đâu. Ok. Rồi, tiếp tục đi tiếp nào. Let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ hai. Jolly Chicken Sliver. Ok, let's go. Wow, đến hai lần mà anh ta vẫn chưa chết, tài thật. Rất là trâu. Okay, let's go.
không biết ở đâu nữa. Anh chàng đó chắc bị lát cho nên là mình cũng không nhìn thấy đâu luôn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Dear Chicker ha. Let's go. Ok. Play. Let's go. Rồi, đúng rồi. Tiếp tục. Ok. Mình sẽ đặt đạn vào đây. Rồi, let's go. Let's make a run for it. Let's go. I need help. Feel free to stock up on ammo. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư. Let's go. Ninja Clear. Start game. Mission. Start. Let's go. Okay.
vẫn cần update thêm. Vẫn có cần update không? Update sức mạnh lên. Ok. Đam đi. Rồi. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Jolly Chica. Let's go. Khẩu súng laser này nghe tiếng kêu rất là thích luôn. Nhưng mà thôi, chết rồi. Ok, lại thôi. Không kịp, rất là nhanh, mình phải cố gắng nhanh thôi. Boss on. Oh my gosh. Wow, khẩu súng này bắn rất là khó luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đi là chiếc cơ. Let's go, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sleeper Hollow. Thank you.
bắn anh chàng này chứ. Mình bắn nhầm người rồi. Ok. Let's go, cài tiền tiếp để có gì các bạn nâng cấp cho nhân vật của mình. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sleeper Mission Compton. Let's go. Hình như đông rồi. Nhầm rồi. Oh my god, Reggie. Bọn chúng ta đi được bên này rồi. Đây rồi. Chàng gọi là mặc áo len. Đây rồi. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Sleeper 3D. Let's go. Bật lên. Ok. Okay.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Poker Sleeper Fun Play. Joker. Wow. Oh my god. Rồi, tiếp tục nào. Bắt buộc phải bằng cái này. Ok. Không nổ. Oh man. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hitman Sniper. Let's go. Assistance insurance.
It's working. Okay. Whisper. He'll be back any second. We're fall. Let's go. Keep your eyes peeled. It's too quiet. Oh my gosh. We're fine. Oh, God. They're coming. Follow. Chị ok. Đó là chỉ cần hai phát đạn thôi là ông ta sẽ chết ngay. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Skin sauce. Rồi cho kit skin ở xa. Mình sử dụng là gần ra. Đây rồi. Thank you.
mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.